Thanh Vân xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bếp Yêu Thương với sự đồng hành của nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan. Thưa quý vị khán giả, vị khách mời của Bếp Yêu Thương ngày hôm nay chính là ca sĩ, diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng và chúng ta sẽ cùng gặp anh ngay bây giờ. Ủa? Anh đâu rồi? Anh nè. Mới thấy tiếng không thấy hình. Anh trời ơi, em giới thiệu anh nãy giờ rồi đó. Em. Hãy về Ninh Thuận với anh. Để ngắm biển xanh Ninh Chữ. Để tắm nắng vàng, gió vàng phan rang. Để được trông tháp Bô Clon sừng sững rêu phong. Để được đi với phường hồng quyến rũ của con đường tháp Chàm phan rang. Dạ. Trời ơi, lãng mạn quá à. Em không ngờ là anh cũng thuộc bài thơ này nữa đó. Bài thơ quá hay như vậy phải thuộc thôi. Nhưng mà em thấy là nắng vàng, gió vàng ở đây cũng hơi bị gắt đó nha. Em đứng đây mới có chút xíu mà em thấy muốn say nắng luôn rồi đó. Tại vì cái đặc trưng của miền Trung đó là cái nắng và cái gió. Nhưng mà đổi lại là người dân đất miền Trung này rất là chịu thương, chịu khó. Đúng rồi. Và cũng biết là anh Bá Thắng cũng là một người con của miền Trung nữa. Cho nên khi mà hành trình Bếp Yêu Thương đến với vùng đất Phan Rang, Ninh Thuận thì chương trình nhất định là phải mời cho bằng được ca sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng đến tham gia chương trình đó nha. Lịch trình mấy hôm nay là đang đi theo đoàn phim, nhưng mà Thắng vẫn sắp xếp để được tham gia cùng chương trình, tại vì chương trình rất là ý nghĩa. Bởi vì anh cũng đã có một lần được đến với Bếp Yêu Thương rồi. Đúng rồi, cách đây cũng khoảng 3 năm. 3 năm rồi, cũng là một thời gian khá dài rồi ha. Bây giờ thì Bếp Yêu Thương vẫn luôn là Bếp Yêu Thương, thế nhưng cũng có một số cái đổi mới cũng rất là thú vị dành cho khách mời đó. Anh nghe đồn là như có phần thử thách gì phải không? Nên anh đúng rất rồi. Là hồi hộp. Không sao đâu, anh cứ yên tâm là thử thách dành cho anh Bá Thắng ngày hôm nay nó sẽ rất là khó. Em đùa. Làm sao mà khó được với một gương mặt dễ thương như thế này, rồi một nụ cười cũng rất là ngọt ngào như thế này, lại đẹp trai nữa, thì em tin là anh sẽ vượt qua được thử thách này thôi. Sáng sớm mà được khen vậy thì rất là thích đấy. Em rất là mong là những khách mời đến với chương trình thì sẽ luôn luôn có đủ tinh thần để có thể vượt qua được thử thách. Cố gắng hết sức. Bây giờ thì trước khi chúng ta vào thăm bếp thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh giới thiệu về bếp ngày hôm nay nha. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận do Ban Từ thiện Xã hội Tỉnh hội Phật giáo thành lập, ra đời vào năm 2007. Nếu tỉnh Ninh Thuận được ví như là một tiểu sa mạc đầy nắng và gió, thì Ninh Phước là một trong những huyện nghèo nhất, khát nhất của cả tỉnh. Dân cư đa phần là người dân tộc Chăm, Rắc Lai, Cơ Ho, Nùng, sống ẩn sâu trong vùng núi cát, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Chính vì thế, việc ra đời một bếp ăn từ thiện ở vùng đất này là một nỗ lực rất lớn của những người tổ chức và là cứu cánh vô cùng cấp thiết với bệnh nhân nghèo nơi đây. Suốt 6 tháng đầu, bếp chỉ phục vụ được cháo trắng và nước sôi. Nhưng sau đó, nhờ có 2 tạ gạo mỗi quý của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh và sự đóng góp hàng ngày của bà con tiểu thương ở chợ, bếp bắt đầu đỏ lửa, nấu những bữa cơm chay đầu tiên phục vụ bệnh nhân nghèo. Là bệnh viện tuyến huyện, bệnh nhân điều trị tại đây đa số đến từ những vùng núi xa xôi và đều rất nghèo. Trong khả năng của mình, mỗi ngày bếp chỉ cung cấp được từ 100 đến 150 suất ăn, nên các y bác sĩ tại các khoa buộc phải chọn lọc những bệnh nhân thật sự khó khăn mới nhận được phần hỗ trợ này. Dù chỉ là một bữa trưa chay thanh đạm, nhưng với những phận người quá nghèo, chẳng may vướng phải bệnh tật, thì những bữa cơm này có lẽ là bữa ăn thịnh soạn và duy nhất trong ngày. Mình vô gặp cô bé. Chào cô. À. Đây là cô bé là người đại diện bếp á. Đại diện bếp. Dạ, chào cô. Dạ. À, chào. Cô đang chuẩn bị bữa trưa hôm nay hả cô? Dạ, chuẩn bị bữa trưa để phát cho mình chân. Dạ. À. Trưa nay mình nấu gì vậy cô? Tại vì món ở đây là cũng có trong cái ban từ thiện của giáo hội đó. Dạ. Thành ra mình nấu toàn là đồ chay không à. Nhưng dạ. mà mình phải đổi món người ta, nhưng mà trong một tuần phải có một ngày trứng trong để cho ta bổ sung cái dinh dưỡng. Thực đơn của mình là lên mỗi ngày hay sao cô? Mỗi ngày. Mỗi ngày là đều khác hết. À. Khác món hết, không có món nào nó giống như món nào. Một ngày là bao nhiêu khẩu phần ăn cô ha? Là 120, 130, 140, 150 trở lại. Thì tất cả đây là toàn là dân nghèo không à. Dạ. Ở vùng sâu, vùng xa, ở trên dân tộc rồi Rắc Lây rồi tới giờ đây đông lắm. Thành ra chẳng hạn như một gia đình người ta thì có một vợ,
rồi một con, rồi chồng đầm thì phải vợ vẫn con theo để mà nuôi. Thì đó mình hỗ trợ cho ta luôn, cho luôn. Chứ đây như Vân với Lợi Thắng thấy ai nấu, đâu có ai nấu gì bán đâu. Thật ra nó rất là khó khăn vì ở trên mà ta đi tới mười mấy hai chục cây số thì làm sao mà đồ ăn ta nấu được. Mà họ cũng không có tiền. Không có tiền, đúng rồi. Những bệnh dân nghèo mới ở huyện. Hôm nay tụi con vô bếp là không phải là chỉ hỏi chuyện chơi đâu, phải giúp bếp. Phụ bếp nữa. Vậy là mừng quá. Cái nguồn vốn để mà mình duy trì bếp là từ đâu cô? À, mình đi xin, phải đi xin, đi xin từng những cái chỗ nào mà người ta quen biết với mình để mình tới mình xin. Cô ơi, nhưng mà cái khó khăn nhất của bếp mình hiện nay là thiếu cái gì cô? Dầu này, gạo này, đường này, bột ngọt này, rồi nêm. Bá Thắng, nãy giờ tập trung nấu ăn có nghe em nói chuyện với cô bé không? Nấu thì nghe chứ bây giờ em ngửi thấy mùi thơm chưa? Cũng có. Mà nghe thấy khó khăn của bếp không? Biết rồi. Bếp là thiếu gạo với đường chưa? Rồi, chắc chắn lát nữa anh phải có một phần thử thách là làm sao kiếm gạo với đường đúng không? Anh Bá Thắng rất là thông minh và cũng rất là có trách nhiệm đó cô. Vậy thì chúng ta sẽ làm sao để mà vận động ha bà con ủng hộ đường với gạo cho bếp nha. Hiện giờ thì chúng tôi đang có mặt tại chợ huyện Ninh Phước và bây giờ sẽ đến phần dành riêng cho ca sĩ diễn viên Bá Thắng, đó là phần thử thách của anh. Thử thách dành cho vị khách mời của chúng ta sẽ phải là vận động bà con ủng hộ cho bếp ăn từ thiện của chúng ta 50kg đường và 100kg gạo. Và đương nhiên là chúng ta sẽ có một thời gian quy định nữa. Chúng ta chỉ có 30 phút để thực hiện thử thách này thôi. Bây giờ thì anh sẵn sàng chưa? Ok. Rồi, lên đường nha. Tụi em đến từ chương trình Bếp Yêu Thương. Có một cái đang em được cái phần thử thách đó là đi quyên một ít lương thực cho cái bếp yêu thương. Thì em thấy vừa gạo chị cũng rất là lớn. Chúc chị làm ăn phát đạt. Có thể ủng hộ em một chút được không ạ? Cảm ơn chị nhiều ạ, chúc chị mua bay bán đắt ạ. Cảm ơn ạ. Rồi bây giờ mình tổng kết đi, cứ một bao này là 10kg đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là mình có được 120kg gạo rồi, 52kg đường. Như vậy là ca sĩ diễn viên Bá Thắng của chúng ta đã đem về cho bếp thêm được 15 triệu đồng nữa. Chúc mừng anh. Bây giờ thì mình rinh số gạo với lại đường này vô bếp đi. Chắc là mấy cô trong bếp vui lắm á. Bếp yêu thương mang hạnh phúc từng ngày. Bếp thương mong được luôn sẻ chia, bên yêu thương đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan trong tình thương, bên yêu thương mang hạnh phúc từng ngày, bên yêu thương mong được luôn sẻ chia, bên đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan trong tình thương.
ông Pu Cu Tâm, sinh năm 1959, ngụ tại thôn Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ông Tâm có lẽ là bệnh nhân lâu năm nhất tại khoa lao, vì ông mắc bệnh đã 15 năm nay, nhiều lần chữa trị nhưng không khỏi. Hỏi ra mới biết, ông và vợ là bà Trà Phan Thị Nhung, người dân tộc Chăm, có với nhau 7 đứa con. Miếng ăn của cả gia đình 9 người dựa hết vào đôi vai ông, nên ngay khi từ bệnh viện về nhà là ông lại lao vào cày xới, lên rừng đốn củi. Vì thế mà bệnh chẳng những không hết mà ngày càng nặng hơn. Những ngày này, ông và bà vào viện, căn nhà nhỏ như lặng lẽ hơn, vắng lặng hơn. Còn mỗi cô con gái lớn đang thấp thỏm vào ra vì lo lắng cho bệnh tình của cha già. Ngoài mấy sào ruộng mùa này không canh tác được, gia đình ông Tâm sống dựa vào việc đi rừng, lượm phân bò và hái măng. Những năm gần đây, gia đình ông Tâm có thêm thu nhập khá ổn định nhờ chăn bò thuê cho người ta, mỗi năm một con được 700.000 đồng. Những ngày ông nằm viện, cô con út đang học nội trú trên tỉnh phải xin nghỉ về nhà phụ chị chăm dắt đàn bò. Trong cái hoàn cảnh cả gia đình không có lấy một chiếc xe đạp, lại ở mãi trong cái xóm nhỏ heo hút sâu trong núi như thế này, thì hai chị em dù có thương và lo lắng cho bệnh tình của cha cũng chỉ biết ôm nhau khóc mà thôi. Muốn đi về muốn bà ở nhà, muốn thấy bà đi gặp điện thì sáng kêu về không thấy bà, đi thấy bà muốn khóc nữa. Mẹ thì đi nơi ba, còn ở nhà thì đi kiếm tiền gửi cho ba mà không có tiền, đi lượm phân bò con bao hay bao đâu ăn à. Có ở trong những hoàn cảnh như ông bà Tâm mới thấy hết sự ấm áp đầy nghĩa tình của những suất cơm như thế này. Đó là bữa cơm duy nhất trong ngày của hai vợ chồng họ. Chào anh ạ. Dạ, đây là Bá Thắng. Dạ. Anh Bá Thắng là vị khách mời của chương trình Bếp Yêu Thương ngày hôm nay. Anh bạn bè lâu chưa anh? Lâu. Bao nhiêu năm rồi anh? 16 năm. Có nghĩa là 16 năm nay là sống chung với bệnh tật. Anh có mấy người con? Là 7 cháu mà đi cưới chồng bây giờ có con hết rồi mà ăn đi hết rồi. Còn đứa là lớp năm nay là cháu út thì gái thì lớp 11, thi 11. Dạ. Còn thằng trai thì lớp 12 là tốt nghiệp. Anh thấy trong người mình bây giờ làm sao? Bị ở nhà ít ăn nên thiếu dinh dưỡng cái này kia nó. Ăn khô ăn gì vậy? Cũng bệnh thêm. Rồi bình thường á thì anh chị làm gì để kiếm sống? Kiếm có lúc đi chăn bò, lụm cước bò rồi cái gì không à. Mùa nắng thì cước bò, còn mùa mưa thì mình kiếm măng. Anh Vu Cu Tâm cũng như nhiều bệnh nhân nghèo khác đang điều trị ở đây á, thì cũng nhận cơm ở bếp ăn từ thiện của bệnh viện á anh. Anh vẫn nhận cơm ở bếp của mình phải không dạ, anh? Dạ. Có thêm phần đó em thấy nó cũng đỡ. Dạ. Mình để dành tiền để mình tiếp tục mình điều trị ha. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chương trình Bếp Yêu Thương xin được gửi đến bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa Khoa, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, phần hỗ trợ là 15 triệu đồng, cùng với một năm sử dụng dầu ăn cao cấp Mezan. Và bây giờ thì xin được mời anh Nguyễn Thế Phương, đại diện nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan, sẽ trao phần hỗ trợ này cho cô bé, đại diện của bếp. Dạ, thay mặt cho nhãn hàng dầu thực vật cao cấp Mezan, con xin gửi tới cô cùng với bếp một chút phần hỗ trợ từ chương trình, và con kính chúc cô cùng với các thành viên trong bếp luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc của mình. Xin cảm ơn. Quý vị
vị khán giả thân mến, và chúng tôi cũng xin được chia sẻ và gửi đến nhân vật thụ hưởng của chúng ta phần hỗ trợ là 15 triệu đồng. Và xin được mời anh Nguyễn Thế Phương sẽ trao phần hỗ trợ này cho chị là vợ của nhân vật thụ hưởng, anh Tâm. Xin gửi tặng chị một chút quà từ chương trình. Và hy vọng là phần quà này sẽ chia sẻ bớt khó khăn với gia đình chị và tạo điều kiện tốt hơn để gia đình chị chữa bệnh. Quý vị khán giả thân mến và quý bà con thân mến, ngày hôm nay thì vị khách mời của chương trình là ca sĩ diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng đã đến với chương trình của chúng ta và đã hết sức cố gắng để có thể vượt qua được thử thách mà chương trình đưa ra. Và điều đó cũng có nghĩa là anh Bá Thắng đã đóng góp được cho bếp của chúng ta thêm được 15 triệu đồng nữa ạ. Bây giờ thì xin được mời anh Bá Thắng sẽ trao phần hỗ trợ này cho cô bé đại diện bếp. Dạ, đây là công sức của con. Mong là bếp chúng ta sẽ có nhiều mạnh thường quân hơn nữa để giúp đỡ cho bếp ngày càng nấu ăn thật nhiều phần hơn nữa giúp cho bà con. Hôm nay chương trình giờ đây hỗ trợ cho bếp cơm của bệnh viện huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đại diện bếp. Dạ. Để cảm ơn tất cả chương trình để giờ đến đây để hỗ trợ cho chương trình này. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô. Thưa quý vị khán giả, chúng tôi cũng đã nhận được phần hỗ trợ từ đại diện nhà phân phối Trúc Nguyên, nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan tại tỉnh Ninh Thuận, là anh Vũ Văn Thưởng, và anh ủng hộ bếp của chúng ta 400kg gạo. Dạ, xin mời anh hãy gửi đến cô bé đại diện bếp phần hỗ trợ này. Quý vị khán giả thân mến, và chúng tôi cũng đã nhận được sự đóng góp của những khán giả ở khắp mọi miền đất nước. Xin được cảm ơn em Thành, một Việt Kiều Nhật, ủng hộ bếp 1 triệu đồng. Một Việt Kiều Nhật nữa là chị Huệ Châu, cũng là một khán giả quen thuộc của chương trình. Chị ủng hộ cho bếp của chúng ta 2 triệu đồng. Và xin được thay mặt những vị khán giả này gửi đến cô bé phần hỗ trợ này ạ. Thưa quý vị khán giả, về phía nhân vật thụ hưởng của chúng ta thì chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ anh chị Kim Nguyễn, Việt Kiều Mỹ, gửi đến nhân vật thụ hưởng 100 đô la Mỹ. Chị Huệ Châu, Việt Kiều Nhật ủng hộ nhân vật của chúng ta 2 triệu đồng. Em Thành, một Việt Kiều Nhật ủng hộ nhân vật thụ hưởng 1 triệu đồng. Công ty cổ phần môi trường Tâm Trường Thịnh, công ty cổ phần sản xuất nhựa Hùng Anh và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại may xuất khẩu S và H, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 5 triệu đồng. Xin được gửi đến nhân vật thụ hưởng phần hỗ trợ này. Chị Khánh ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh và chị Tâm, một Việt Kiều Pháp ủng hộ cho con của nhân vật thụ hưởng là anh Tâm 2 chiếc xe đạp để hai bé có điều kiện đi làm và phụ giúp cho gia đình. Đây là 2 chiếc xe đạp là được gửi từ 2 vị khán giả của chương trình ạ. Quý vị khán giả thân mến, mọi thông tin về những bếp ăn từ thiện hoặc các nhân vật đang cần sự giúp đỡ, xin quý vị hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trang web www.bepyuthuong.vn. Mọi đóng góp gửi về chương trình, xin quý vị hãy gửi về tòa soạn hoặc các văn phòng đại diện của báo Tuổi Trẻ. Quý vị có thể đóng góp vào tài khoản của báo Tuổi Trẻ tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 1020 100 0118 248, với nội dung ủng hộ chương trình Bếp Yêu Thương. Và xin lưu ý, đây là địa chỉ duy nhất để ủng hộ cho chương trình. Quý bà con thân mến, để san sẻ bớt phần nào sự khó khăn mà bà con đang phải trang trải trong cuộc sống của mình, thì hôm nay chương trình Bếp Yêu Thương cũng sẽ có 5 phần quà nhỏ gửi đến quý bà con. Đây là phần bốc thăm may mắn, sẽ có tổng cộng là 5 lá thăm may mắn, mỗi lá thăm trị giá là 1 triệu đồng. Xin được chúc bà con sẽ may mắn trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Bây giờ thì Vân xin được mời anh Bá Thắng sẽ tìm giúp Vân 2 lá và anh Nguyễn Thế Phương sẽ tìm giúp Vân 3 lá. 062 ạ. Khán giả, chương trình Bếp Yêu Thương hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion và báo Tuổi Trẻ cùng thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, ông Thanh Vân xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Bếp Yêu Thương lần sau. Bếp yêu thương mang hạnh phúc từng ngày. Bếp yêu thương mong được luôn bếp yêu thương đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan trong
tình thương. Chiều con tim tỏa lan trào tình thương.